Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 3 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình sẽ có một số nội dung chính sau đây. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên năm 2018. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Trung ương đoàn tổ chức lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất và diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao. Các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hưởng ứng tháng thanh niên năm 2018. Toàn đoàn sôi nổi kỳ sinh hoạt toàn đoàn và tổ chức ngày đoàn viên năm 2018. Sáng ngày 25 tháng 2, tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ khởi động tháng thanh niên và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất năm 2018, phát động cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự chương trình có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện, đại diện Ban Thường vụ các huyện, thành, thị đoàn và đoàn trực thuộc và hơn 3.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quà cho 20 cựu thanh niên xung phong xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, phát động triển khai cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đoàn các cấp theo hình thức trắc nghiệm online, thực hiện công trình thanh niên cấp tỉnh trồng cây xanh, tổ chức hiến máu tình nguyện và thu được 353 đơn vị máu, khám phát thuốc miễn phí cho 300 người dân xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, trong khuôn viên khu di tích lịch sử Trung Bồn. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 3 tháng 3, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức chương trình Tháng 3 biên giới với chủ đề Làm theo lời Bác, vững bước quân hành, hướng về biên cương Tổ quốc. Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Ủy viên Thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư tỉnh đoàn, đồng chí Đại tá Trần Minh Công, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồng chí trong thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn trực thuộc tỉnh đoàn, đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con nhân dân đã tham dự hoạt động. Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, thăm tổng đội thanh niên xung phong 5, tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, tặng 20 suất quà cho các tân binh ở các xã Ngọc Lâm, Hành Lâm, Thanh Thủy chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Dịp này, ban tổ chức cũng đã tổ chức hội nghị thông tin về công tác đảm bảo an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Ngày 11 tháng 3, tại huyện Nghĩa Đàn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất và diễn đàn Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên nói chung, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn nói riêng trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ nhất sẽ triển khai từ tháng 3 năm 2018 và vòng chung kết, trao thưởng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Dịp này, Trung ương đoàn đã trao tặng 2 mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thanh niên nông thôn tỉnh Nghệ An. Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Sáng ngày 3 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Nghi Lộc tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2018 và thực hiện công trình thanh niên cấp huyện. Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh và nạo vét kênh mương trên địa bàn xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc. Ngày 10 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Anh Sơn tổ chức hội nghị quán triệt học tập nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 và tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Gần 300 cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động. Sáng ngày 11 tháng 3, Ban Thường vụ huyện đoàn Tân Kỳ chỉ đạo các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân ngày Chủ nhật xanh thực hiện công trình thanh niên các cấp. Hơn 3.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động nạo vét được gần 29 km kênh mương nội đồng, trồng mới 241 cây xanh, thu gom và xử lý gần 11 tấn rác thải. Nằm trong chuỗi các hoạt động tháng 3, trong hai ngày 17 và 18 tháng 3,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức đồng loạt kỳ sinh hoạt toàn đoàn và ngày đoàn viên với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước. Tại đơn vị huyện Quỳnh Lưu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã tổ chức chỉ đạo điểm ngày hội đoàn viên, tổ chức kết nạp đoàn cho 158 thanh niên, 1.000 đoàn viên thanh niên đồng diễn dân vũ, tổ chức cuộc thi nam thanh nữ tú, trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Tại đơn vị Thanh Chương, ngày hội đoàn viên đã thu hút hơn 1.500 đoàn viên thanh niên tham gia. Nhiều hoạt động đã được tổ chức như ôn lại truyền thống, chơi các trò chơi dân gian, múa đồng diễn bài, thanh niên Việt Nam tiến bước và xếp hình logo đoàn. Tại Diễn Châu, tổ chức chuỗi các hoạt động trong ngày hội, khánh thành và bàn giao công trình thanh niên cấp huyện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An, chiều ngày 19 tháng 3 tại trụ sở Tỉnh đoàn Nghệ An đã diễn ra lễ ký kết phối hợp sản xuất trang truyền hình Bản tin tuổi trẻ giữa Tỉnh đoàn và Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thơm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư, cùng lãnh đạo các phòng ban trực thuộc. Về phía Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Vinh Media, đại diện có bà Trương Thị Quỳnh Hoa, Giám đốc công ty, cùng tập thể cán bộ, nhân viên. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng, nắm bắt được xu hướng phát triển của công nghệ, sức ảnh hưởng của mạng xã hội tới cộng đồng. Bản tin tuổi trẻ Nghệ An sẽ được phát sóng trực tiếp mỗi tháng một số trên trang chủ và fanpage của Tỉnh đoàn Nghệ An. Cập nhật những hoạt động nổi bật trong phong trào đoàn là kênh thông tin quan trọng để Tỉnh đoàn Nghệ An ca ngợi và tôn vinh những đoàn viên xuất sắc, tuyên truyền sâu rộng nhiều nội dung quan trọng tới từng đoàn viên trên toàn tỉnh. Cũng tại buổi lễ này, hai bên đã thống nhất các phương án nội dung và cách thức thể hiện chương trình sao cho sinh động, trẻ trung, phù hợp với tuổi trẻ. Số đầu tiên sẽ được phát sóng vào tháng 3 để chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2018. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tự hào người cán bộ đoàn do các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn Nghệ An thể hiện. Tự hào thấy người làm cán bộ đoàn và ước mơ cháy bỏng, thắp lên niềm tin vào tuổi trẻ hôm nay. Tự hào thấy người làm cán bộ đoàn như ngọn gió bay đi khắp bốn phương, như tia nắng rơi ấm bao tâm hồn, như hạt mưa tươi mát những mầm xanh. Yêu sâu được là cán bộ đoàn cho ta thêm tin yêu cuộc sống. Yêu sao được là cán bộ đoàn, chung tay ta góp sức xây đời. Yêu sao ngọn cờ trong nắng gió bay cao từ bàn tay ta đó. Anh em ơi đừng ngại chi gian khó, bởi chúng ta là những cán bộ đoàn. Tuổi trẻ hôm nay tự hào thấy người làm cán bộ đoàn như ngọn gió bay đi khắp bốn phương, như tia nắng rơi ấm bao tâm hồn, như hạt mưa tươi mát những mầm xanh. Yêu sao được là cán bộ đoàn cho ta thêm tin yêu cuộc sống. Yêu sao được là cán bộ đoàn, chung tay
ta góp sức xây đời. Yêu sao ngọn cờ trong nắng gió bay cao từ bàn tay ta đó. Anh em ơi đừng ngại chi gian khó, bởi chúng ta là những cán bộ đoàn. Yêu sao được là cán bộ đoàn, cho ta thêm tin yêu cuộc sống. Yêu sao được là cán bộ đoàn, chung tay ta góp sức xây đời. Yêu sao ngọn cờ trong nắng gió bay cao từ bàn tay ta đó. Anh em ơi đừng ngại chi gian khó, bởi chúng ta là những cán bộ đoàn. Anh em ơi đừng ngại chi gian khó, bởi chúng ta là những cán bộ đoàn. Anh em ơi đừng ngại chi gian khó, bởi chúng ta là những cán bộ đoàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Bản tin tuổi trẻ của Tỉnh đoàn Nghệ An. Để xem lại chương trình, mời quý vị truy cập vào website tinhđoannghean.vn. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.